giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Số ca bệnh trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 21,3 triệu ca mắc COVID-19. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 5,4 triệu ca nhiễm. Ở tâm dịch lớn thứ hai trên thế giới, số ca mắc mới trong ngày tại Brazil vẫn ở mức cao gần 50.000, nâng tổng số người mắc COVID-19 gần 3,3 triệu ca. Ấn Độ tiếp tục ghi nhận con số cao kỷ lục về số ca mắc mới với gần 67.000 trường hợp, nâng tổng số hơn 2,5 triệu ca. Hiện là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Châu Âu nhiều nước đã siết chặt, gia hạn hoặc tái áp đặt các biện pháp phòng dịch. Philippines vẫn là quốc gia có số ca bệnh cao nhất, còn Indonesia có số ca tử vong cao nhất khu vực Đông Nam Á. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm 21.331.592 người, số ca tử vong 762.331 người, số ca chữa khỏi 14.122.547 người. Tại Việt Nam, trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 22 vì bệnh lý nền nặng, có một ca mắc mới là người nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam, số người nhiễm 930 người, số ca tử vong 22 người, số ca chữa khỏi 437 người. Còn tại Tây Ninh, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.